một nơi tại Mexico. Chỉ một tên đầu đất mới dám giác xác tới đây để giải cứu người khác. Tên cứng đầu này sẽ không khai gì đâu. Xử nó đi. Nhanh lên, tướng quân đang chờ. Đừng dùng súng của mày. Dùng súng của nó ấy. Nó hỏng rồi. Súng của thằng khốn này không có chút nổ. Bỏ nó lại đi. Lũ chó lâu rồi chưa có thịt người để ăn. Để lần sau nhé anh bạn. Hãy lên kế hoạch trước. Mình đúng là người Công giáo xấu xa. Không, mày chỉ bệnh hoạn thôi. Đừng quên tiền của tướng quân. Thằng đó hối lộ nhầm người rồi. Gia lại còn mang súng không có chốt nổ nữa. Cô nàng ổn thì đang ở trong kia, vẫn chạy ngon lành lắm. Thế thôi à, mày không chơi nữa ư? Giao dịch xong rồi à? Phải, vấn đề là ở đó Bosco, mày tiếp tục làm hoặc là lĩnh 15 năm trong một nhà tù Mexico. Cùng với em họ của Chito. Vẫn trò cũ, mày chọn cách xả bồn cầu thôi người anh em. Đúng, chọn cách dễ thì khó thôi. Được rồi, chiến binh đường phố. Có chừng đó BA, mày sẽ mất người bạn già này. Ổn không nào cô gái? Nhớ anh chứ? Anh rất nhớ em, lâu quá rồi cưng. Một nơi chết tiệt. Một nơi chết tiệt đẹp đẽ. Đây là căn hộ dung chung hả? Tôi rất thích được vào trong. Tôi thích phong cách Santa Fe đấy, Tuco. Rất Arizona, rất Texas, Mexico. Có lẽ nên mời anh em vào chỗ tôi làm vài ly. Hãy cho cả đám người sao hỏa cùng thấy được ngọn lửa. Thằng lính Mỹ cứng đầu, linh tính báo, ai thế?
Mày đấy. Không, mày không hề thông minh chút nào cả. Tôi đang vui mà, rất vui. Không thể nào tốt hơn được nữa nhỉ. Tôi đang sống trong mơ. Đúng đấy. Mà định đến đây nhét tao vào một cái túi và vứt qua biên giới. Nhưng thay vào đó lại lên giường với con vợ tao. Lý do đầu tiên là vì cô ấy quá nóng bỏng. Và tiếp theo là cả hai bọn tôi đều ghét ông cho nên. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tới giờ tiệc rồi. Chỉ đánh được thế thôi à. Đến tiệc rồi. Ngồi qua bên kia. Cướp xe tôi à? Hôm nay là ngày ngược đời sao? Tôi không phải cướp, nhưng nếu không đứng kịp, bạn tôi sẽ chết. Nếu không phải trộm, đảm bảo ông sẽ không giết người. Bỏ tay trái khỏi tay lái và bỏ tay phải khỏi cần số ngay. Ông sẽ không bắn vào đầu tôi đâu. Ông biết là sẽ không xảy ra mà. Ông bị sao vậy? Ông bắn một người xa lạ sao? Tôi còn không quen ông. Chết tiệt. Nó sẽ lành thôi, tôi hứa đấy. Quấn vào đi. Tôi biết cách cầm máu mà. Biết là đau nhưng phải nói rõ cho cậu biết. Đó không phải lý do tôi tức. Ông bắn xe của tôi, điều đó mới làm tôi tức đấy. Có chuyện gì với ông vậy? Đội biệt kích à, con trai. Cẩn thận với những gì ông sắp nói đấy. Và sẵn sàng bắn hết đạn nếu ông định nói xấu về tiểu đoàn của tôi. Đại tá Hannibal Smith, trung đoàn biệt kích 75, tiểu đoàn 4 pháo đài Benin, bang Georgia. Tôi biết ngài là ai. Tôi là hạ sĩ B.A. Baracus. Ý là trước khi tôi buộc phải giải ngũ vì vài chuyện ngớ ngẩn. Tôi không tin là có sự tình cờ. Dù cho mọi thứ cứ ngẫu nhiên xuất hiện như thế nào, thì vẫn luôn có một kế hoạch. Chúng tôi ném hắn cho chó ăn rồi. Giữa sa mạc Mexico, khi cần nhất, tôi đã tìm được một đồng đội biệt kích. Này cậu, tôi cần cậu giúp để cứu một người. Tin xấu cho mày trong ngày hôm nay, tên giải cứu mày đã bị ném cho lũ chó Rottweiler à. Vào một tiếng trước, ông biết thế nào là vui không? Đó là việc ông tin rằng đã tóm được tôi. Ông thực sự nghĩ rằng sẽ giết được tôi à? Lái được chứ. Khá hơn bất cứ ai mà ngài thường thấy đó. Không ai biết ông đang trốn ở đâu. Không có thông tin tình báo nào cho tới tận giờ. Lát nữa tao sẽ làm cốc bia mát. Và mày thì bị lửa thiêu. Cẩn thận nhé. Quỷ tha. Không. Mà bắt. Nghĩ đi. Thằng khốn. Hannibal, dừng lại.
hôm nay thế nào? Chắc là không tốt đẹp gì đâu. Cưng này ăn vừa nôn xong, đem nhai kẹo con su đã nhé. Ông thấy không, có thấy mắt thằng Tu Cô không? Thì ông vào đó tôi khó tin. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Chọn thời điểm thật chuẩn. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, face đẹp tuyệt. Tôi đã bảo không được đơn độc tìm Tu Cô. Cái gì? Ông biết gì không? Xin lỗi, vì không đọc sách hướng dẫn của Hannibal Smith. Tôi buộc phải vậy. Thế sẽ đánh động đấy, face. Cậu đã suýt tôi mà. Suýt giết cả tôi và cậu ấy. Cảm ơn. Tôi là Paracus, không có gì đâu. Tôi chỉ cố cứu cô ấy thôi. Cứu à? Phải. Cứu kiểu gì? Làm ơn chia sẻ kế hoạch của cậu đi, Face. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Đúng thế đấy, tôi thì phải nghĩ. Không may mà. Cậu có gì cho tôi nào? Một con chim siêu tốc đi giao pizza. Có tên là chiếc rìu. Chiếc rìu, được, của ông đây. Phi công của ông nếu ông muốn gọi vậy đang ở trong. Cẩn thận sếp nhé, tôi nợ cậu rồi. Đừng chờ đến lúc như Brad. 3 năm. Làm sao tôi có thể rời bỏ cô gái của mình sau tất cả mọi chuyện? Tôi đã phải chiến đấu để giành cô ấy. Đây là gì và ta sẽ quay lại. Tìm một phòng y tế đi, hạ sĩ. Nhanh lên, tôi sẽ đi tìm phi công của ta. Bác sĩ có thời gian cho một cựu binh bị thương không? Phi công chiến đấu. Ông hỏi anh ta sẽ nghĩ mình giỏi nhất thế giới, nhưng anh ta bị tâm thần. Tuần trước anh ta cố trốn thoát bằng một cái xe cứu thương. Xong. Chết dẫm. Đúng người tôi cần. Suýt trúng hình xăm của anh. Có ai thấy ông mua tốt không? Hình xăm cũ thời biệt kích. Ông ơi đốt. Anh có nghĩ tôi điên không nếu tôi nói mình cũng có một cái? Có vấn đề gì đó với mắt anh rồi. Ông ơi đốt. Đừng làm phiền của tôi làm việc. Không phải lúc này. Sao ông không ra khỏi phòng bệnh? Mùi xăng. Là anh phải không? Tôi ngửi thấy mùi xăng, ý cô là sao? Người này là bệnh nhân ở đây, là anh phải không? Đừng nghe cô ta điên đấy, tôi là bác sĩ tập sự tại Đại học John Hopkins. Anh yêu cầu làm hình y chớp à? Tôi nói không hình y chớp. Tôi sẽ gọi bảo vệ. Tình điên này sao thế? Hắn ta điên à? Chính là anh. Anh đang cháy kìa. Cái gì thế? Cái quái gì? Ôi chúa ơi! Biệt kích tôi thích các anh. Anh điên à? Thôi nào, hạ sĩ, lùi lại. Đây là bệnh viện. Mọi người đã gặp anh mơ đúc. Gặp hắn. Hắn đã đốt tay tôi. Hắn khâu hình tia chớp lên tay tôi. Nhìn tôi này con trai. Tôi nghe nói anh là một phi công kiệt xuất, người giỏi nhất thường ngày. Tôi sẽ không lên trực thăng với tình viên nữa đâu. Hay đấy, hắn là một công trình khác của ông à. Tôi là người lính thực thụ một biệt kích đấy. Tôi đang sợ chết kiếp đây. Tôi là lính biệt kích. Thế là đủ tốt với tôi rồi. Anh được thả dưới sự theo dõi của chúng tôi và được phục chức. Tôi không thích chuyện này chút nào. Cảm ơn ngài. Biến qua đây thôi. Cái xù rỉ đẹp đấy. Có nhớ bố không? Phần quan trọng nhất của một kế hoạch chu đáo là gì? Là nhanh tay hơn kẻ thù, chứ không phải chạy trốn hắn. Ta đâu có chạy trốn. Ta sắp lên con khủng long này. Phải. Cánh quạt ổn thưa sếp. Ai đây? Đi thôi nào. Ta
sắp được giết người rồi. Bơ đốt cho thứ này bay lên đi, bám chặt nhé. Tôi sẽ thử làm giống trong phim hoạt hình. Hoạt hình cái gì? Đưa chúng tôi ra khỏi đây đi. Một trực thăng đang bắn hướng 6 giờ. Tôi đang cản đạn, máy bay chống đạn mà. Chống đạn đấy. Coi chừng. Thấy mày rồi. Anh lập xe tôi bị hỏng, tôi sẽ giết anh đồ ngu. Anh không thể đổ ở đó. Đây là khu vực cho người tàn tật. Tôi biết anh bị điên. Đây là một sai lầm. Bắn đi. Chờ chúng nổ tung đi. Tôi chưa từng thử kiểu này trước đây. Ông có thấy không? Mày có thấy hắn xoay cái trực thăng thế nào không? Không gì tuyệt bằng chiến đấu trên không các anh em. Đừng có nhìn tôi, nhìn bên kia đi. Hắn chỉ còn lại tên lửa tầm diệt thôi. Để quý đưa ta ra khỏi đây. Bắn chặt vào sẽ nguy hiểm lắm đấy. Ta đi nào, cố lên cưng, leo lên đi. Khai hỏa, mau lên. Đây là cách đối phó với tên lửa tầm nhiệt đó. Phải lạnh lùng. Cái quái gì thế? Face lôi cậu ta vào. Chết tiệt. Khởi động lại, mau. Đóng cửa lại. Tôi biết anh là biệt kích không quân, nhưng thế này cực kỳ cục. Anh sẽ ổn thôi. Sếp, vấn đề là giúp tu cô chứ không phải bay vòng vòng. Nhanh nhẩu đoạn không phải là kế hoạch đâu nhóc. Phải đi trước 2-3 bước, đánh bại hành động của đối thủ trước khi nó kịp diễn ra. Đó mới là kế hoạch. Chiếc rìu khóa vị trí của tôi. Đại tướng Tuko, ông đang giao chiến với các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ mà chưa được phép. Đâu là chúng mày đang giao chiến với tao? Nhắc lại, các ông đang giao chiến với sĩ quan quân đội Hoa Kỳ. Trên không phận của nước Mỹ. Cái gì? Quỷ tha. Mà bắt. Nói cách khác, tạm biệt thằng khốn. Ôi không. Tốt lắm đại quý. Tuyệt ghê. Không tuyệt chút nào. Ông đúng là thiên tài. Tôi sẽ không bao giờ lên thứ này nữa. Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ sếp nữa. Cái gì cũng có kế hoạch cả nhóc. Cho tôi rất thích khi kế hoạch suôn sẻ. Dear team, nấu ăn bằng thuốc súng thật độc đáo. Face, cậu muốn hơi cháy hay là cháy kỹ? Cháy kỹ. Kỹ đi. Mời đốt. Đốt luôn đi. Đốt hết cả chỗ này luôn đi anh bạn. Cậu uống nước sốt bí mật không? Không, nó đâu chống lạnh. Bí mật lộ rồi, cậu điên á. Ai mà chả biết trò đó. Không có ai làm được món nước sốt chống lạnh như cậu cả mơ đó. Nhưng lần trước ăn nó tôi bị tê liệt một chút. Chỉ là liệt một phần thôi mà. Hãy nhận lấy như một người đàn ông đi. Ta sẽ thúc ép chuyện đó. Tôi kiểm soát được rồi sếp. Tôi nghĩ cậu không muốn tôi liệt khi chiến đấu đâu. Có khách. Yeah. Anh hơi ngạc nhiên đấy, không nói dối đâu. Trung úy,
Xin lỗi nhé, anh có phải gọi em là Trung Quý không? Không, đúng là anh phải gọi em là Đại Quý. Đại Quý à? Phải. Đại Quý Grons, nhìn em xem. Anh đoán em đã nói không với chuyện sinh con, lập gia đình. Em tháng nào cũng leo được chứ? Không, em chỉ nói không với anh thôi. Xin chào, tên tôi là Posy. Anh muốn ăn thịt lợn không? Nếu tôi bẻ gãy từ cái xương trên tay anh vẫn làm thế được không? Thật điên rồ, 3 năm rồi à. Ta đã không gặp nhau trong 3 năm qua, vậy giờ ta sẽ nói về chuyện đó. Anh muốn bàn về chuyện gì? Em lấy chiếc đĩa nhạc Stiladen của anh à? Em không muốn trả lời chuyện đó, ta đang nghe nó khoảng 9 lần liên tục. Ta đã uống loại rượu dở tệ đó, em nhớ không? Hai ta còn làm những thứ khác nữa. Làm gì nhỉ? Em còn nhớ ta đã làm gì không? Ở trong phòng ngủ ấy. Không nhớ à? Điều duy nhất em còn nhớ là việc đã bỏ đi. Đó là kỷ niệm thân thương nhất của em về anh. Các cậu là những người giỏi nhất. Đừng gây rắc rối nhé. Bảo trọng nhé. Cảm ơn. Cứ tiếp tục đi. Đại tá, tôi là Linh, cục tình báo Trung ương CIA. Tôi biết một tay tên Linh ở chiến dịch bão táp sa mạc lần thứ nhất. Phải, tôi cũng từ dòng họ Linh. Các anh có bao giờ nghĩ xem lý do không ai tin vào CIA là vì không ai biết được tên thật của các anh không? Tôi làm gì được cho anh Linh? Tôi cần ông giúp ngăn chặn những kẻ theo phe Saddam khỏi cướp mất hơn 1 tỷ đô la trong vòng 30 giờ tới. Hiện giờ nhà máy duy nhất nằm ngoài nước Mỹ có khả năng in được tiền của ta thuộc về quốc dương Iran. Trong cuộc chiến Iran-Iraq, nó đã mất tích. Có tin đồn Saddam đã lấy được nó và chúng tôi đã cướp lại trong chiến dịch bão táp sa mạc. Các ông đã không lấy lại được những bản khác. Không quan trọng, chúng sẽ phải xây lập nhà máy để in được những tờ tiền đó. Thưa ngài, điều đó đã xảy ra trong khi ta nói. Lũ Fadayen đã chiếm lấy những gì còn lại của nhà máy in tiền quốc gia Iraq để lưu hành hàng tỷ đô trong thị trường tiền tệ ngầm của Mỹ. Chúng định chuyển những bản khác và 1 tỷ đô la ra khỏi Baghdad như thế nào? Sau một thép hộ tống với những cựu đặc nhiệm Iraq. Những kẻ có tốc độ cao, trầm phát trầm trúng. Vậy ông định chặn chúng bằng cách nào? Có tin đồn về những bản kẽm khác tối mật sắp được đưa ra ở thành phố bởi những kẻ theo Saddam. Anh có biết gì về chuyện này không? Nếu anh định đùa giỡn về những bản khác đó, em sẽ xử anh ngay. Vì đó là trách nhiệm và là cái mông của em. Em nghiêm túc đấy. Face, em sẽ đưa anh ra tòa quân sự. Được thôi. Nhớ lấy này. Nói với đại tá Smith yêu dấu của anh, tránh xa khỏi Baghdad. Em biết đó. Anh đang nghĩ là em sẽ quay lại, vậy mà em không hề. Em đã quay lại rồi đây. Cô nghĩ là mấy tên hệ đó giải quyết được sao? Tôi sẽ không bao giờ nói thế với anh ta. Nhưng họ là đơn vị bí mật giỏi nhất trong 4 lực lượng. Vậy là chuyên gia trong những vụ việc ngu xuẩn. Sadopet và những người bạn không được để họ thoát khỏi tầm mắt dần xếp. Diablo không phải nghĩ là ma quỷ à? Đúng thế. Chết tiệt Hannibal, anh muốn tôi làm gì? Nếu đây là chiến dịch của tôi và anh muốn nó, thì anh sẽ có thôi. Ông để Black Forest dính vào và nó sẽ trở thành một vụ việc lan tỏa mạnh. Họ không phải là lính. Họ là những gã điên với những ngón tay biết bớt cò. Ai chỉ huy mặt đất? Brock Pike. Pike. Hắn là một tên sát nhân, một nhân vật hoạt hình. Hannibal, ta đã có lệnh hẳn hoi. Tránh xa Baghdad. Cắt hết, thế là xong. Tướng quân, ta có thể tìm cho hắn ta một chỗ nhỏ nào đó được không? Tôi có biết một Linh khác, nhân viên quen ở Syria, đóng quân ở Lào năm 68. Không quan hệ gì với tôi, anh chắc chứ? Vì anh làm tôi nhớ lại ông ta. Tôi phải đến Kabul trong vài tiếng nữa. Tôi sẽ quay lại đây sau 48 tiếng. Ta sẽ được bật đèn xanh và tiến hành. Nếu không hãy bảo tôi. Anh ta mặc áo chống đạn trong sở chỉ huy.
Điều đó nói cho anh biết mọi thứ mà anh cần biết về CIA. Đây không phải chuyện anh lùi bước hay không. Tôi muốn anh biết điều đó. Chào, tôi giỏi hơn 10 lần cái cả ngày xưa ông gặp. Và nhanh gấp đôi. Russ, chúng tôi có thể giải quyết mà hạn chế thương vong mức thấp nhất. Những mặt khác đó có thể rất nguy hiểm. Đừng bắt tôi phải cầu xin. Tôi ghét khi thấy anh cầu xin, Hannibal. Anh đã là bạn tôi từ rất lâu rồi. Quan trọng hơn, anh và những chàng trai đó là tài sản quý giá nhất của quân đội mà tôi từng có. Giờ anh yêu cầu tôi đừng khiến anh phải cầu xin. Ngay bây giờ tôi đang cầu xin. Hannibal, làm ơn bỏ vụ này đi. BA, ta sẽ ở lại thêm ít lâu nữa. Và sẽ quay về Baghdad. Ta được ra lệnh khỏi Baghdad mà. Đúng thế, nhưng Smith, tôi hiểu là ông và đám người của ông đang cướp việc làm ăn của tôi. Tôi không thích vậy. Đám Black Forest các anh đang bận rộn thiết lập chế độ độc tài hoặc lật đổ nền dân chủ ở đâu đó mà. Vẫn còn cuối tuần mà, chính đâu với năm đấy. Nhìn đám hệ các anh xem, các anh đâu phải là lính, mà là đám sát thủ mặc áo thun. Chúng tôi mất một tuần để làm những việc mà cả anh mất cả năm. Tiền không mua được dũng cảm đâu nhóc. Cả não nữa. Và anh thì thiếu cả hai. Đây là căn cứ của Morrison. Tránh xa kế hoạch của tôi. Ta chỉ còn một xe tăng loại trung. Có lý do khiến cô ấy quay lại. Vậy tôi đã nói rồi, quên cô ta đi. Tham vọng của người đàn bà này, tôi sẽ không đặt chân lên chiếc máy bay Hannibal. Dù là tàu lượn, máy bay giấy, máy bay siêu nhẹ. Cậu cho tôi quên nó đi không? Chuyện ở Mexico lâu rồi và tôi đã cứu mạng cậu mà. Cậu nên cảm ơn tôi vì đã không đá đít cậu ở bệnh viện. Tôi đã từng là biệt kích không quân. Và cậu nhát như cấy vậy. 263 lần nhảy dù, cảm ơn được thi tốt. Một chuyến bay cùng cậu đã phá hỏng tất cả. Biệt kích không quân với nỗi sợ bay. BA lần cuối nhé. Không ai rời khỏi xe tải khi ta chiếm nó. Được chưa? Lên kế hoạch. Di chuyển, hành động. Dễ hiểu cho cậu đi. Hedebu, mọi thứ ở ngay đây hết rồi. Đúng là điên rồi. Hoàn hảo, còn hơn cả điên đấy, sếp. Tốt hơn rồi. BA, cậu sẽ cần một miếng kim loại để làm cái gián trượt. Đi nào, Murdoch. Ta cần ác quy xe hơi. Xe máy tại Black Forest có giúp được không? Cánh báo chí ta cũng cần họ. Vào lầu truyền thông và xem có thứ gì trong đó. Xin lỗi anh bạn, tôi thấy anh đã để mic của Nam Phi xuống cuối cùng. Không thể lúc nào cũng để kênh CNN lên trên đầu được. Bình nhị có đến hai cái mic. Tôi không biết liệu có... Murdoch, ta cần máy quay đưa tin. Để xem cậu làm được gì. Xin lỗi. Xin chào. Tôi phải lọc em mất rồi. Nghe này, chúng tôi đang làm một cuộc thăm dò. Ta đang nói về việc gì? Thăm dò về việc rút quân. Ta sẽ cần túi khí rất nhiều đấy. Em thuộc báo nào nhỉ? Tờ Le Monde. Em là người Pháp à? Xin chào, tôi là tướng Parker. Được rồi, của cậu này. Cậu cần phải gọi một cuộc không kích cho chính mình đấy. Ổn mà anh bạn, ta cần đi thôi. Cậu cần phải hiểu điều tôi đang nói chứ. BA, ta sẽ cần 500. Dân, một cái thật mạnh. Cậu từng thấy nhớ người xanh chưa? Tôi sẽ lo phần còn lại. Je me suis trompé. Non, pour moi, vous êtes des baguettes. Non, mais franchement. Anh sẽ làm thế. Oh là là. Các bạn sẽ từ bỏ điều gì để có cơ hội trở lại đây và nói với kẻ thù rằng chúng có thể lấy mạng các bạn, nhưng không bao giờ lấy được tự do của ta.
Sẵn sàng chưa? Chúc may mắn vào ngày mai. Cảm ơn. Hạ chúng đi. Tướng Morrison, Hannibal Smith đâu? Chúng sẽ đi trong 3 tiếng. Các bản khắc và hơn 1 tỷ đô la sẽ được cho lên một xe tải tại nhà máy. Chúng sợ trên mặt đất chính xác là 4,6 dặm trước khi đến cây cầu. Đó là cửa sổ cho ta. Nó đóng lại rất nhanh. Những gã này sẽ dùng vũ khí ngay khi ngửi thấy mùi rắc rối. Face, điểm vào của cậu là bên dưới khách sạn. Sẽ có đầy phóng viên nước ngoài và nhân viên an ninh. Phim được thuyết minh bởi Clip TV. BA, cậu ở con đường này trên cái đồng hồ tính giờ. Hãy đảm bảo là cái xe có khu chữ V hoặc tốt hơn. Tôi còn có thứ ngon hơn. Tôi thì sao hả sếp? Tôi có một chiếc trực thăng nhỏ ở đâu đó. Ông có thùng đạn nào không? Giữa trời ấy. Tôi đang tìm kiếm trải nghiệm suýt chết tiếp theo đây. Chỉ có hỗ trợ trên không thôi, đại quý. Nhưng lần sau tôi sẽ cho cậu chiến đấu, tôi hứa đấy. BA, tôi cần cậu bắt đầu lúc 6:30. Đó là tôi à? Mày không quên mất. Tôi đang ở trong một cái cống Iraq. Canh đúng giờ quan trọng lắm, phê. Thành công phụ thuộc vào việc chọn đúng thời điểm. Tại sao lại không? Từ bên dưới chiếc xe tải, cậu sẽ hạ chiếc xe ngay phía sau. Giờ thì những gã này sẽ nhắm vào cậu, Face. BA, đó là tín hiệu để cậu nhảy vào. Nhớ nhìn hai bên đường trước khi băng qua nhé. Và đổ đầy bình xăng. Cậu sẽ có nhiều con tin trên xe đấy, BA. Hộ tống chúng về. Nếu có kẻ lạ lén từ phía sau, đừng lo, đã có tôi. Tóm được rồi, nhóc. Về lý thuyết thì ổn, nhưng tôi vẫn chưa biết ta khỏi bắt đa bằng cách nào. Tôi hiểu. BA, sang bên phải. Được rồi, bám vào. Coi chừng, cúi đầu xuống. Tuyệt lắm, BA. Face, lấy túi khí. Phải đảm bảo là mấy thứ này chốc nữa dùng được. Đẹp lắm. 1, 2, 3. Sếp, túi khí sẽ bung ra ngay khi va chạm chứ. BA, vào trong đi. Phía sau có biến. Chết tiệt. Thấy chưa, đây là phần tôi không tin tưởng trong kế hoạch. Đừng lo, Face, dây thần sẽ giữ được. Nếu lo thì tôi đã tự đóng người mình vào container rồi.
bám chặt vào các cậu. Tao cho bọn mày chết cháy luôn. Các cậu thấy gì dưới đó chưa? Mời Đốc à, tỉnh ngốc đến làm gì ở đây vậy? Đừng bỏ tôi trong này, tôi sẽ không chơi với mọi người đâu. Sếp đã từng chơi một trò ở hội chợ mà kẹp một con thú nhồi bông chưa? Cái này giống như vậy đấy. Đúng rồi. Ông khóa đó hả? Ông khóa phải không? Hannibal mở cửa ra ngay. Ông móc cái này lên ư? Ông móc cái này vào trực thăng à? Tóm được nó rồi, cái quái gì thế? Ông không đi đến mức đó chứ. Hãy nói là ta không bay đi, tôi sẽ giết các người. Sếp là Bosco à? Cho tôi ra khỏi đây. Không hay đâu, cho tôi ra khỏi đây. Cậu ấy sẽ không vui. Rose, chúng tôi đang trong lưới. Đã nghe, tôi sẽ tới đó sau 5 phút. Tôi có một chai Blue Label đang chờ đây. Một chai thôi à, phải một thùng chứ. Lát nữa gặp ông, ai sẽ thả cậu ấy ra? Là cậu, là ông. Các người không nhận ra là giờ tôi sẽ giết hết tất cả à? Tôi sẽ giết sạch từ Hannibal tới Modok. Sếp, tôi sẽ để Face lại sau cùng. Để tôi thử cái này. Cậu làm đi. Lạ là giờ tôi còn sợ hơn những gì vừa làm. Bosco, Murdoch đây. Murdoch, mở cửa ra. Tôi sẽ làm cho cậu món cà ri dừa mà cậu thích. Có vẻ được đấy. Với bánh mì nướng hả? Ừ, bánh mì nướng, ăn với khoai tây chiên nhé. Khốn nạn, các người lừa tôi. Cậu ấy đây rồi, cậu ấy đây rồi. Tôi ghét việc đó. Coi nào, tránh xa ra. Lý do duy nhất tôi không đá đứt các người là vì các người có cấp bậc cao hơn. Các người biết đó là tôi ghét bay mà. Tôi ướt nhẹp, bốc mùi. Thế chứ. Cho tôi không thể chạm vào số tiền đó. Tiền không mua được hạnh phúc. Khốn kiếp. Tối nay cậu nấu, cậu nên mặc tập dề dào đi, Murdoch. Tôi thích kỳ một kế hoạch suôn sẻ. Hannibal, ai thế? Tướng quân, đó là tướng quân. Đến đó đi, Rose. Tướng quân, tướng quân, Chúa ơi. Pike, phía sau. Đến đó đi. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định giáng cấp cô xuống trung úy. Thiếu úy Sosa, cô đã để mất những bạn khác đó. Đó là trách nhiệm của cô. Cứ xem như cô may mắn đi. Người khác thì đang giao tôi về chuyện này. Một ngày tốt lành, giám đốc McGrady, thiếu úy, cô có thể ra. Đại tá Smith, phiên tòa này không thể tìm lại được bất kỳ mệnh lệnh nào của tướng Morrison cho anh tiến hành. Nhiệm vụ anh đã thực hiện. Thưa tòa, đây là một chiến dịch mật và không có mệnh lệnh chính thức nào, nên cá nhân duy nhất có thể xác nhận tính hợp pháp của chiến dịch này là không có, phải không đại tá? Không, thưa tòa. Tướng Morrison đã bị mưu sát. Đại tá, tôi đã làm việc này lâu rồi. Tôi từng thấy những đơn vị ngoài dòng pháp luật như của anh, những đơn vị tạo ra những mối nguy trực tiếp cho nền móng của quân đội ta. Thưa tòa, tại sao Black Forest không bị đưa ra xét xử? Black Forest không thuộc thẩm quyền xét xử của quân đội.
Kế hoạch đâu sếp? Nó đâu rồi? Cửa thoát đâu? Tôi không thấy nó. Nhiệm vụ này chưa kết thúc, trung úy. Nhiệm vụ nào? Tôi sẽ lấy lại danh dự và tiệm đập pie của các bạn khác bằng bất cứ giá nào. Thưa tòa, những người này hành động theo lệnh của tôi. Mọi phán quyết chỉ nên dành cho mình tôi. Chắc chắn là không, thưa ngài. Chúng tôi đều tự nguyện tham gia vào chiến dịch này. Tôi không muốn bị phạt riêng. Tôi từ chối bị xử riêng, thưa tòa. Căn cứ theo quy định của tòa tối cao quân đội, phiên tòa này đưa ra phán quyết có tội cho các thành viên của đội Alpha này, hay còn gọi là biệt đội hạng A, ra lệnh tống giam những nhà tù có mức an ninh cao nhất trong thời gian 10 năm. Tất cả các anh sẽ bị tước hết quân hàm và đuổi khỏi quân ngũ. Thật khốn nạn. Phiên xử kết thúc. Đừng có đụng vào tôi. Đại quý, bình tĩnh. Im lặng. Thật là một sự sỉ nhục. Cậu vui chưa, Travisa? Đại tá, hãy bảo người của anh bỏ tay ra. Thật đáng hổ thẹn. Sáu tháng sau. Xin chào anh Lee, lâu rồi không gặp. Nhìn anh có vẻ thoải mái. Ở đây có rất nhiều máy quay. Đúng thế. Có vẻ họ đang có vài vấn đề về kỹ thuật, nên sẽ không lên hình cho tới khi được bật lại. Hannibal, tôi gọi ông là Hannibal được chứ? Tôi không thể gọi ông là đại tá nữa. Sáu tháng, tôi đã chờ ông thoát khỏi đây và bắt những người còn lại của nhóm Patrick Boy, rồi đưa tôi đến chỗ những bạn khác. Sáu tháng mà chẳng có gì. Mọi người đều nghĩ ông và nhóm của ông làm việc cùng Pike, trừ anh. Pike đã giúp Morrison và gài bẫy cho nhóm tôi cướp những bạn khác. Và tôi biết hắn ở đâu. Không ai biết ông ta ở đâu cả. Chỉ có một tấm hình của ông ta, chụp khoảng một tháng trước tại châu Âu. Chúng tôi nghi nó được lấy từ máy quay quan sát. Frankfurt, nước Đức. Làm sao ông lấy bức hình này vào đây được? Thời gian, Liz. Cho tôi một phút và sẽ xong xuôi. Cho tôi một giờ, tôi còn làm tuyệt hơn. Anh cho tôi 6 tháng và sẽ không ai đánh bại được tôi. Tôi biết bài. Tên Ả Rập này là ai? Chúng tôi không biết. Chúng tôi nghĩ hắn là bàn tay đen tối đứng sau tất cả mọi việc. Có thể là một tay trung gian, có thể là người mua. Ta có kẻ thù chung và anh có ít lựa chọn. Nhóm của tôi vẫn là cơ hội tốt nhất để lấy lại những bản khác. Tôi sẽ không chắc thế đâu. Thế tại sao lại mất công đích tận đây? Anh và người của anh ở Lan Lê muốn có bài báo riêng, xem lòng yêu nước của các anh tới mức nào. Thế ông cần gì từ tôi? Tôi đã thề với người của mình là sẽ rửa sạch thanh danh cho họ. Anh phải hiểu hơn tất cả về giá trị của thanh danh. Nghe này, tôi muốn phục chức và lý lịch trong sạch cho tôi và nhóm của tôi. Tôi không thể đưa ông ra khỏi đây. Ít ra thì không thể theo cách hợp pháp. Đây là việc mà các anh chàng ở Len Lê làm rất tốt. Nhớ cho liều lượng đúng. Và khi tôi nói đúng thì ý tôi là hoàn hảo.
Người không được cho phép trong võ đường của ta. Quỷ bước vào quán bar này. Chờ một chút, cái gì đây? Hồ bơi à? Phòng tắm hơi à? Các chàng trai cho còn lâu mới được nhé. Thế quái nào mà làm xong được? Không phải là biết biết ai, mà là biết họ như thế nào. Con trai ông vừa trở về từ Afghanistan à? Đúng, cảm ơn anh đã đưa nó về. Mẹ nó và tôi rất biết ơn. Đại quý, chào. Em bỏ quên một thứ trên giường. Đáng lẽ phải giấu đi, sao lại muốn làm thế? Gặp em lúc 8 giờ nhé. Giờ anh muốn xây thêm một hồ bơi và một phòng tắm hơi. Smith đã trốn thoát, thiếu quý. Để tôi đuổi theo ông ta. Smith và nhóm của ông ta làm việc cùng Brock Pye và Black Forest. Tôi có thể lấy những bản khác. Ngài biết là tôi có thể mà. Cái gì? Ai? Là tôi. Chào. Bỏ tôi ra. Này. Và cậu rám đi nhiều. Niêm phong lại, không ai được vào trong đó. Những trang ghi chép ra vào cô cần đã biến mất. Sao tôi không ngạc nhiên nhỉ? Đã bị xé. Điếu xì gà trong cuốn sách đó. Một cuốn sách hay, phải. Đây là hình ảnh quan sát quanh nhà tù, đúng không? Những gì cô thấy là một thứ làm nhiễu tín hiệu, một thiết bị công nghệ cao gửi tín hiệu nhiễu đến các máy quay. Mỗi khi ta lướt qua hắn lại chẳng thấy gì. Không ai biết hắn là ai. Câu hỏi lớn hơn, CIA vào tù thăm Smith ư? Nghe thật điên rồ, nhưng tôi nghĩ là CIA. Ai lôi ta vào thế? Là cái cả ở Baghdad, Lynch, CIA. Ta đã nói gì nhỉ? Lý lịch trong sạch, phục chức, tất cả những thứ đó. Còn Pai và các bản khác thì sao? Đổi lại, tôi thấy là ông đã không lôi chuyện tôn giáo vào. Không, tôi báo thù. Tốt. Tôi biết có vài người cũng thấy giống vậy. Tôi trông chờ vào điều đó. Sa nghe, Trung úy Pet đã thoát. Sao? Còn lại Baracus và Murdoch lo liệu đi Trung úy. Được rồi. Làm sao ông biết khi cửa được kéo ra nó sẽ chịu được sức nặng của cậu ấy? Tôi chỉ làm thôi. Cậu ấy khoảng 100 kg à? 100, đúng thế. Còn nhớ trọ Venezuela 7 năm trước không? Venezuela có. Nhưng đó là một người nhẹ cân. Tôi sẽ không làm thế đâu. Chàng trai to xác cậu đây rồi. Thật vui được quay lại. Thật vui được gặp lại cậu. Anh cũng vậy, cả ông nữa. Cảm ơn, trông cậu khỏe đấy. Thật tốt khi được gặp mọi người. Gì thế, kiểu đầu mô hóc đâu rồi? Không thích kiểu này à? Có thích không hả? Chúng tôi có đem kẹp cho cậu đây. Phải, tôi đã dùng rồi. Thế nào to con?
cậu có thể nói chúng tôi nghe. Mọi người, tôi không thể giết người. Ý cậu là sao? Tôi đã thề. Thề, thề không dùng bạo lực, tôi vẫn sẽ làm mọi việc cho mọi người mà. Chỉ là không thể giết người nữa. Những thói quen cũ khó bỏ, nhưng vẫn phải làm thôi. Khi còn nhỏ, những gì tôi nghe được là Bosco rất ghê gớm, nó chuyên đi lấy da đầu. Đó là nguồn gốc cho kiểu đầu mô hốc. Chiến tranh cũng vậy, lính thì phải vậy. Hannibal, tôi không nhớ cuộc đời đó nữa. Tôi sẽ cứu Mô Đốc ra và sửa chữa sai lầm. Nhưng tôi không giết người. Ngay cả Pike, ngay cả khi giết hắn có thể rửa sạch tội cho cậu. Lương tâm của tôi là thứ duy nhất tôi cần làm sạch. Cái tên điên khùng đó ở đâu rồi? Cậu có bưu phẩm từ Annabelle Smith nào đó? Một bộ phim 3D, thật quá. Phim phải hạ thấp đầu xuống, đứng lên và làm lại nào. Phim, nhìn vào mắt tôi là bất kính, anh có hiểu không? Phim, anh đang nhìn vào mắt tôi đấy. Phim, xin lỗi, tôi có thể giúp gì không? Có, để quý Morok đâu? Ngay trong kia, cảm ơn. Ma quỷ. Ổn định nào. Không được nói chuyện trong lúc xem phim. Hàng trước, ngồi xuống. Xem kìa, là phim 3D đấy. Tôi chán 3D lắm rồi. Để quý Morok. Ai còn nhớ tôi lúc có Bách Đa không? Thôi gã này chết đi rồi. Đó là lý do hắn phải ở đây. Cả đội của anh đã thoát, trừ anh ta. Phim, hãy kiếm xung quanh đi. Đảm bảo là anh ta chỉ có một mình. Xe của anh đang chờ. Xin lỗi, tôi đi đây, không thể xem xong phim được. Nói cho tôi biết kết phim nhé. Charissa, em trốn ở đâu thế? Ra đi BA, đi thôi. Bắt lấy chiếc xe. Cô ta thực sự đang bắn ta. Các cậu nên thấy những viên đạn ở dạng 3D. Mùa đốt vào trong đi, giống như ta đang thực sự đi bắn vậy. Cậu đang bị bắn đấy, đồ ngốc. Dừng lại, tông luôn đi. Tôi bảo dừng mà. Xin lỗi nhé. Có vẻ bọn họ đi về phía sân bay. Đi nào. Các quý ông, chết tiệt là Hannibal Smith. Các đàn cấp vũ khí hoặc là kẻ đào tẩu bị truy nã của liên bang không? Không. Còn chúng tôi là cả hai. Nghĩa là đây là một ý tôi. Đừng trẻ con nữa, lên máy bay đi. Ông định lấy máy bay à? Đó là lý do tôi gia nhập quân đội mà. Trưởng thành đi và vào trong kia. Giỏi nhất và thông minh nhất, hãy biết ơn đi, thế là đủ. Ai có chìa khóa? Tôi chỉ cần chìa khóa thôi. Còn cái gì về chìa khóa đấy? Máy bay thì cần gì chìa khóa? Đây làm gì? Đây là một ý tôi. Ta giữ lối trên này từ chuyện tâm thần ra. Phải để cho phi công thực sự lái chứ. Thư giãn đi sẽ ổn mà. Lấy một cái đi. Nó sẽ làm tôi mất cả. Nó nên vậy. Vì nếu không tôi sẽ hạ các người đấy. Mấy cái nút này làm cho tôi rối. Im đi. Nào môi gốc, đi thôi. Quên đi, tôi sẽ tự giao nộp mình. Cái này hoạt động sao? Thôi đi. Đi nào môi đốt. Tôi may quá. Bám chặt nhé.
dừng lại. Face, bạn gái cậu quay lại kìa, lùi xe lại ngay, khốn nạn thật. Nhanh lên. C-130 và Mercedes bèn cất cánh đi mô đốt. Nhanh hơn thì sao, nhanh hơn đi. Chúa ơi. Gọi đại kiểm soát cho chúng tôi. Thưa quý ông và quý bà, ta sắp bay vào vùng nhiễu động nhé. Hãy ngồi yên tại chỗ cho đến khi cơ trưởng tắt đèn báo, thắt dây an toàn. Đừng lo, không làm rơi máy bay được đâu. Cái quái gì thế nhỉ? Tao có vài chiếc UAV siêu âm và có tên lửa sẵn sàng. Họ luôn hạ được máy bay đấy. Chúng đang đến, phóng thiết bị gây nhiễu. Phim được thuyết minh bởi Clip TV. What? I want these drones taken offline right now. Whoever is running those drones, get me in a direct line. Whoever. Now we gotta get these drones stand down. I'm gonna be on bitch duty. We cannot get those men alive. Quan người ổn chứ? Liệu họ nghĩ ta đã chết không? Không hay lắm. Nói với tôi là ta không còn trên máy bay. Ta không còn trên máy bay. Hannibal, sao? Nếu tao dưới 6,000 mét ta vẫn thở được, đúng không? 6,000 mét gì vậy? Hãy khai hỏa hệ thống vũ khí cũ. Cái quái gì thế? Này Bosco, sao khó thở đấy? Chú sắp mở một cửa sổ ra. Bọn mày có gì nào, lũ khốn? Cho tôi vui vẻ với, Face. Sao ta lại ở trong xe tăng rơi? Vì máy bay đã nổ. Cái gì? Khi nào? Mới thôi. Bọn rapper đã bắn rơi nó. Rapper gì? Cũng cái loại đang cố giết ta đấy. Tại ông Hannibal. Về mặt kỹ thuật ta đâu có bay. Tôi biết vì tôi đang rơi. Chúa ơi. UAV-2 vừa nổ, ta đã mất một máy bay. Hannibal, ta có rắc rối. Mọi người cẩn thận. Tuyệt quá. Face, lên súng chính đi. Có một cái hồ cách nửa dặm từ vị trí này. Tôi phải bắn cho cái gì đây? Tin tôi đi. Quay 82 độ, sắp bắn đây. Họ đang cố bắn hại chiếc máy bay không người lái còn lại sao? Không, họ đã cố khiến chiếc xe tăng đó bay. Ông ấy đang điều khiển xe tăng bay. Cậu không thể làm xe tăng bay. Quay 16 độ, nghe rõ, bắn. Quay 34 độ. Khoan.
bắn. Đài điều khiển ta đã mất. Xác nhận bắn trúng chưa? Xoay lên trước để chờ. Mơ đất, đóng cửa lại. Có hiệu quả không vậy? Sếp, nào cưng, đóng cửa. Tôi còn quá trẻ để chết. Sếp, tôi chẳng nhắm được gì cả. Thôi nào, thật là vinh dự các quý ông. Nào cưng, chuyến bay tuyệt nhất là chuyến bay cuối cùng. Đại tá, bắn tất cả mọi thứ. Nào cưng ơi. Hãy làm với Chúa. Đi nào. Khổ cho lũ cá. Ông đang ăn gian. Bà lãm nhảm mãi. Làm chúng chạy hết rồi. Được rồi, các chú ông bận rộn. Anh có thể bỏ khoác ra, nóng như lửa vậy. Tôi toát mồ hôi như gái mại dâm trong nhà thờ vậy. Thưa ngài, Smith và nhóm của ông ta đã giao chiến trong C-130 trên bầu trời Mannheim, Đức. Tôi không chắc có phải do lỗi giải mã không, nhưng nó ghi họ đã bị bắn rơi trong một chiếc xe tăng. Norad không xác nhận nhưng có một báo cáo mâu thuẫn. Tôi chắc là có. Một phụ nữ Đức nói đã thấy chiếc xe tăng rơi xuống hồ Wolfgatti với một gã giống mơ Đức. Xin lỗi, tới Berlin là đường nào? Hướng đến Berlin. Không thể nào. Đây sẽ là lần thứ hai trong tuần Smith phải chết. Có thể không? Anh có gì cho tôi? Nhìn xem. Chúng tôi vừa có hình ảnh được phục hồi của vị khách thăm Smith trong tù, nhưng vẫn chưa xác định được danh tính. Chào anh đẹp trai. Tôi đã thấy người này trước đây. Tôi biết gã này. Ở Bada. Dàn xếp cho tôi đến lần này. Ta sẽ đi câu cá. Tôi không nghe gì về nó cả. Tôi đã nghe chút xíu nhưng bao phần là ta. Thế nên tôi đang giải mã. Không bao giờ là ta, hai người thôi đi. Tôi có điện thoại bộ quốc phòng từ Trung úy Sosa. Cô ấy đang tìm đặc vụ Liên. Anh chưa từng ở đây. Đặc vụ Liên ở Bada. Trong lều của tướng Morrison. Ra ngoài đi. Sao ta lại nhận cô ta? Cô ấy có tính cách tuyệt vời. Tôi đang nói chuyện với ai đây? Trung úy Sosa đây. Đặc vụ Lynch phải không? Xin lỗi, tôi không có tên. Tôi cũng thấy. Tôi có thể làm gì cho cô đây? Tôi đang nhìn một bức ảnh của anh từ trại giam ở Carson. Cô ấy thật nóng bỏng. Anh đã thăm cựu đại tá Hannibal Smith trong tù phải không? Tôi không biết cô nói gì cả, cựu đại quý. Đặc vụ Liên, nếu anh giúp Smith đào tẩu và đang tiếp tay cho ông ta. Anh bạn, nếu cô có thể suy đoán những điều như thế, thì lần thăm chức sau cô sẽ có 5 sao đấy. Nếu anh giúp đỡ lấy lại những mặt trước đó, tôi sẽ bắt buộc phải làm anh thất vọng. Tôi muốn số điện thoại, máy tính, bất cứ thứ gì cô ta dùng. Tôi muốn biết mọi thứ và nghe lén mọi thứ cô ta có. Tôi muốn nhất cử nhất động được theo sát. Cô ta là người của Bộ Quốc phòng mà. Cô ta có là Chúa cũng không quan tâm. Sếp, xem này. Chúng tôi đã dò theo tấm hình này của Pai đến Konigsberg ở Frankfurt. Máy quay cho thấy hắn và một người Ả Rập vô danh thực hiện những chuyến đi thường lệ từ ga tàu đến ngân hàng trong suốt tháng qua. Pai trở nên quỷ mị rồi. Nhưng nếu ta đang theo hắn thì không lạ sau khi Smith và nhóm của ông ta cũng theo Pai. Đây là thông tin từ cơ sở dữ liệu của Lồng Năm Gốc. Smith và nhóm của ông ta không thể có. Ta phải cho rằng họ luôn có nhiều thông tin hơn ta.
Pai đang di chuyển các bạn khách cướp được tới tòa tháp Königsberg ở Frankfurt trong tháng trước. Ngày mai những Pali cuối cùng chứa những bạn khách sẽ được chuyển đến Ả Rập. Đây sẽ là lần duy nhất trong 6 tháng qua tất cả các bạn khách ở cùng một chỗ. Đây là cơ hội tốt nhất và duy nhất để lấy chúng lại. Chúng sẽ rời tòa tháp Königsberg để đi chuyến tàu 7 giờ 15 đến Zurich. Ta sẽ phải chắc chắn chúng không đón được chuyến tàu đó. Phải có. Đến lúc đưa cô người yêu cũ cậu vào rồi. Nếu cô ấy giỏi như tôi nghĩ thì cô ấy sẽ đến Frankfurt để giành lại những bản khách đó. Xong lại lôi cô ấy vào. Cô ấy là một người dũng cảm. Ta sẽ cần vào lúc nào đó. Mở to mắt và tai nhé. Charissa Sosa. Giờ là món hàng. Nếu Sosa nhắm tới ta, vậy Liên đang theo dõi cô ấy. Và nếu anh ta nghĩ cô ấy càng anh ta lấy các bản khách, anh ta sẽ không ngần ngại giết cô ấy. Phải đến nhà ga đi. Sosa nghe. Nếu có mối họa từ Lynch, hãy giải quyết nó. Được phép bắn. Nhắc lại, được phép bắn. Hello. Có gì đó không ổn. Ta bị chú ý rồi. Trút lui. Tôi không thích thế này chút nào. Đừng để bị nhìn thấy. Xin chào người đẹp. Anh to gan quá. Anh bỏ điện thoại vào túi em à. Đó là cách duy nhất Liz theo dõi mọi đường liên lạc của em. Anh muốn em rút hết nhóm đi. Tôi sẽ tìm anh Face. Đừng chạm mặt trực tiếp với cô ấy hay bất cứ ai khác. Sẽ không nếu anh sẽ hiện ra em trước. Được rồi. Chúa ơi, anh đã làm cái quái gì thế? Cố cứu em. Charissa, em biết bọn anh vô tội mà. Anh đang nói dối, giống như anh đã nói dối ở Baghdad. Không có, anh không biết gì về những bản khác cả. Lúc đó, vào lúc đó, anh là đồ khốn. Em có thể thôi tự lừa mình và tránh né sự thật là em đang nói dối anh không? Em mới chính là người lừa anh. Em làm tới cùng mà chơi luôn. Em biết anh là một cây chơi và em muốn chơi. Sau đó anh tỏ ra nghiêm túc nên em phát hoảng. Em phát hoảng á? Đúng. Em hoảng sợ và chạy mất. Charissa, thôi nào, anh là tội phạm đào tẩu liên bang. Em biết anh bị săn lùng gay gắt thế nào. Em nghĩ anh đến phân khối cãi nhau với từng cổ sao? Anh đến đây vì bọn anh không làm chuyện đó. Bọn anh bị gài bẫy. Anh đến đây vì sự thật đáng để liều mạng. Anh tin em ngay cả khi em thì không. Chúa ơi, anh quên mất em xinh đẹp thế nào. Giữ điện thoại nhé. Lạy Chúa tôi, hắn ta có súng. Ngay kia, hắn ta có súng. Đồ khốn. Chết tiệt, phép đâu. Hỏi hay lắm, tìm đi.
Được rồi, khiêu vũ thôi. Các vị trí chuẩn bị di chuyển. Xin hãy ở gần tôi. Phong tỏa tầng 10. Ở đó thế nào rồi? Mồi đó, tên Ả Rập đang đến đấy. Đây là một cú ném dài vào phía trái của giữa sân. Mồi đất đã trở lại và đã bắt được bóng. Tôi không thể thở được. Đây là 7. Pete, chúng tôi cần hỗ trợ. BA, tôi mất cái vali rồi. Tôi đang bị bắn. Tôi sẽ thoát khỏi đây. BA, đến chỗ máy bắn khắc đi. Liên bang Đức đang có phản ứng với vụ nổ và bắn nhau tại tòa tháp Goldberg. Ra khỏi nơi này và đưa chúng tôi đến tòa nhà đó càng sớm càng tốt. Dân. Mày khiến tao bực đấy, Paracus. Tao không nghĩ là mình mất phong độ thế này. Thật không may là đúng như vậy. Nhớ mày đâu hết rồi? Smith, Peck, tên phi công ngu ngốc đó tên gì nhỉ? Ta sẽ lấy cái này ra khỏi mông mày, Paracus. Mày sao thế? Mệt à? Tao sẽ không làm đau mày đâu. Mày không đánh tao mà tao sẽ đánh mày. Tao không muốn giết mày. Mày không muốn à? Mày không giết tao đâu. Tao sẽ giết mày, Paracus. Tao không đùa với mày, Pai. Tao có hai súng. Tao thuận tay trái mà. Nhớ không? Ngay khi cái búa đó bật lại, nó sẽ bắn. Thế có Chúa, tao sẽ làm đi. Mày không phải một thằng hèn nhỉ? Đúng không? Chết tiệt. Quân đội Mỹ đây, đã bắt được hắn. Phải rồi, phải có đúng số lượng cảnh sát. Dễ thương đấy, ông may mắn vì có người ở quanh. Cô mới may mắn. Chẳng có gì từ tên Ả Rập cả. Sosa ở tại ga tàu. Có thấy cô ấy à? Phải. Có nói chuyện không? Tôi không có lựa chọn, hay tin tôi. Trust me on that. Oh, I trust you.
Tôi tin cậu đã từng có những quyết định tồi tệ liên quan tới phụ nữ. Phần nào trong cậu suy nghĩ gì hả? Người của Linh định hại cô ấy và tôi phải làm gì đó. Làm chuyện ngu ngốc như vậy, xong lại bực, ta có những bản khác rồi mà. Ông muốn cô ấy phát bóng và đã thành công. Cô ấy biết ta không cướp chúng. Cô ấy sẽ choáng khi biết được ai đã làm. Sao? Cậu cần phải biết. Ông cần phải biết nếu để tôi sống thì chuyện này sẽ đến. Làm sao lại không biết được chứ? Hannibal, ông biết tên này là ai mà? Tất cả ta đều biết. Morrison? Không. Lạy Chúa. Không chắc đây là lời chúc, nhưng đi săn tốt nhé, bạn của tôi. Cảm ơn. Đồ khốn. Morrison à, chết tiệt. Ra ngoài. Tất cả các cậu, ra ngoài. Tôi đã biết nếu Linh giúp tôi đào tẩu thì ông phải có dính líu ít nhiều. Ông và Pai đã dùng những bản khắc để đùa giỡn với Linh, và ông đã tấn công anh ta theo cách đã làm với chúng tôi. Linh không định loại chúng tôi. Anh ta định sử dụng chúng tôi. Anh ta mang anh đến như một sự đảm bảo. Anh ta không thể ngờ ông đã phản bội người bạn già thân thiết nhất của mình. Tôi ra tay trước, vậy tôi là một chiến binh Hannibal. Ông là tên phản bội và dối trá. Anh biết Morrison giả bộ thành người Ả Rập. Sao không chia sẻ thông tin đó? Tôi không chắc 100%, chứ còn 99% thì sao? Anh sẽ nghĩ là đáng để đề cập đến chứ. Liên, anh nghĩ gì hả? Anh nghĩ tôi sẽ giết ông ta ngay chứ gì? Tôi từng chắc là vậy, bây giờ cũng thế. Ông có những bản khác không? Tôi sẽ không gọi cho anh nếu như tôi không có. Smith, hãy trả lại các bản khác, giết Morrison và trở lại cuộc sống cũ. Tôi muốn những thỏa thuận ân xá được ký hợp pháp cho tôi và tất cả người của tôi, từ Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao tới Tổng tham mưu trưởng. Nghe tôi nói không? Tôi sẽ cần thêm chút thời gian. Bao lâu? Cho tôi 5 phút. Tôi đang đợi đây. Ông có những bản khác không? Tôi đã không gọi nếu không có. Smith, hãy trả lại các bản khác, giết Morrison và trở lại cuộc sống cũ. Tôi đã thấy mộ ông ở Arlington. Ông đã chết với danh hiệu anh hùng quốc gia. Chết thì quá dễ. Và điều cuối cùng chúng tôi cần bây giờ là một lời nói dối khác. Là ở vì Hannibal, anh nợ tôi quá nhiều. Ông nợ tôi mới phải. Ông sẽ nói với họ chúng tôi vô tội. Ông nợ tôi. Hannibal, việc này thật vô nghĩa. Anh và các chàng trai của anh đang chiến đấu cho cái gì? Cấp bậc à? Hay danh dự? Chúng là thứ bỏ đi. Các anh là kẻ có tội. Có bản khắc hay không vẫn là cái đào tẩu. Và khi xong chuyện với anh Hannibal, họ sẽ thiêu anh. Zulu 1, Broadsword đây, được phép khai hỏa. Broadsword, anh nghĩ ra đấy à? Hay lắm, Broadsword. Sếp, ông có làm thế được không? Cho chúng tôi. Như Morrison đã làm. Không. Tôi thà bị xử bắn còn hơn phản bội các cậu. Tôi không ngờ tới. Tôi không ngờ được.
Di chuyển đi. Wow. That's awesome. It looks exactly like Call of Duty, doesn't it? All right. Here's the deal. No press release. Keep local law enforcement media off-site. Get a 3-mile cordon. Ditto the no-fly zone. Get an agency. Phim được thuyết minh bởi Clip TV. The German police have your entire team in custody in the Königsbank Tower. I don't do teams, babe. That's Smith's bag. I'm strictly a solo act. Tôi thích du lịch nhẹ nhàng. Những thứ như lòng trung thành không đựng được nữa. Tôi đang nghĩ anh và Smith làm việc chung. Cô nghĩ sai rồi. Chúng tôi có vũ khí. Có lẽ các anh không muốn kiểm tra đâu. Nếu cô muốn thỏa thuận, ta có thể thỏa thuận. Nếu như tôi cống hiến tương lai của mình để tiêu diệt tương lai của anh thì sao? Vậy nếu cô trở nên thông minh và bắt đầu thỏa thuận trước khi có người khác thì sao? Cậu đại úy, trước khi các vị có một mảnh giấy trông giống như thế này, còn không thì kẻ gây rối này thuộc về tôi. Đi thôi. Làm thế quái nào có được lệnh. Xin lỗi nhé Phai, ít ra thì biết tôi vẫn còn có luật lệ. Xe già có luật chứ. Luật chúng tôi hay hơn luật của các vị. Đi. À biết đấy Liz, nếu tôi có thể niêm phong phòng này, tôi đã có công lớn với thế giới. Không hay đâu. Linda, chắc là hắn. Ở gần các đống lửa nhé. Nếu máy bay còn quanh đây, nó sẽ không thấy thân nhiệt của ta. Tên Linda đó muốn giết ta nhanh nên không thèm xác định các bạn khác nữa. Ta đang ở đâu trên thế giới không bảo được đây, BA. Cậu tức à, cậu nên thế. Anh đang quan tâm bằng các chức. Morrison là đường duy nhất giải oan cho ta. Không có Morrison, ta chẳng có gì cả. Ta làm gì đây sếp? Tôi không biết, Murdoch. Tôi không biết, tôi biết. Gã lên đó, tôi sẽ bắt hắn tìm ra cách. Cậu có kế hoạch hả nhé? Làm sao ta ra khỏi đây? Cho tôi 20 phút. Morrison đã chết. Smith và nhóm của hắn đã chết. Khoảng 15 phút nữa ta sẽ tìm được vị trí các bạn khác. Cái gì thế? Mày sung sướng à? Không, đây là tao đánh bại mày sau khi mày đốt cháy tao. Tao có thỏa thuận nhớ không? Không phải giữa tao và mày. Mày, tao và Morrison. Không phải trực tiếp giữa tao với mày. Và bọn mày thông đồng với nhau gạt tao ra. Anh đang làm gì trong xe thế? Ta sẽ làm thế trong xe à? Mày đang làm đấy. Anh ta sẽ làm đấy. Thông minh đấy. Anh đang làm gì thế? Chúa ơi, thế nào hả Kai? Anh ổn chứ? Tôi không sao. Người anh em, anh còn tệ quá. Anh đang làm gì thế hả? Nông giám thanh kiểu Âu. Quay ngược chiều kim đồng hồ, anh giữ súng như thế đấy à? Anh đã từng cầm súng như vậy trước đây mà vẫn sống hả? Thật đáng kinh ngạc. Đừng có chỉ cái đó. Chúa ơi, yêu cầu cuối cùng, làm ơn đừng để gã này bắn tôi. Nếu Sosa biết ta còn sống, cô ấy cũng sẽ tin là Morrison còn sống. Hiếp dầm là cá liên vẫn nắm được các đường liên lạc của Sosa. Sosa đây. Tôi đang giữ tướng Morrison. Tôi xin lỗi, tôi không nghe được ông. Ai thế? Không phải là một ý nghĩ hay đâu. Chết tiệt. Tao đang dạy bọn mày cách giết tao à? Giúp tao nhé. Đặt nòng súng, đặt khẩu súng thẳng vào đầu tao. Mày có cách không? Vậy là bắn thẳng xuyên qua hả? Trước khi mày làm bị thương ai khác. Mày bình tĩnh đi, tao ổn mà. Đừng bao giờ còn một người ở vị trí ngồi với tay đặt sau lưng. Điều đó khiến mày không thể thấy được tay anh ta. Hay đấy. Mày thích thế hả? Ừ. Tao rất thích. Anh nói sao không hả, đồ ngốc? Cô đánh chuẩn đấy. Làm ơn cộng hắn lại đi. Tao không cần cộng lại nữa đâu. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Brad, súng hoặc điện thoại. Chọn đi. Này, bật khẩu súng xuống. Tao đâu có chơi mày, Morrison đấy. Tao thực sự muốn bắn mày. Sếp phải nghe cái này. Có phải Smith không? Lời từ một cựu đại tá đến một cựu đại úy. Tôi biết có chừng 30 giây trước khi cô dò được tín hiệu này. Ta có thể chứng minh sự vô tội. Bỏ súng xuống sàn đi. Được rồi, nói lại đi.
Ông nói là ông có Morrison à? Ông giữ tướng Morrison hả? Đúng thế, ông ta còn sống không? Vẫn khỏe, Julian đã cố tiêu diệt sạch chúng tôi. Giải thích dài lắm, nhưng lời khai của Morrison sẽ giúp ta tự do và xử lý Lynch. Không có các bản khắc thì không được. Tôi cũng đang giữ chúng. Lynch nghĩ bọn tôi đã chết, và tôi muốn hắn cứ tưởng như thế. Được, ta thỏa thuận. Đưa tôi chiếc bút. Có ai có bút không? Cảng LA, 48 tiếng nữa, bình minh. Bọn mày vẫn còn dùng bút à? Đổi lại, tôi muốn được xử lại trước một tòa án dân sự. Được, đồng ý. Cảng LA, 48 tiếng nữa, tính từ lúc này. Có chuyện gì từ phía ông thì thỏa thuận bị hủy. Có chờ được chỗ ông ta không? Không. Thay, mày có tin vào cơ hội thứ hai không? Giờ thì có đấy. Quá nhiều à. Tôi nghĩ ông đúng. Đến lượt tôi. Giữ lấy điện thoại. Xô xa đi. Chào người đẹp. Cảm ơn. Họ nắm phần khó của thỏa thuận nhỉ. Nhìn BA xem kìa, cứ như quả chuối khổng lồ. Chào bạn tôi. Rabbi Binky Rabino. Tôi đưa cho ông hộ chiếu nào vậy? Anh đến từ Tanzania. Mẹ tôi là người Tanzania đấy. Chết tiệt, chuyện quái gì xảy ra thế? Từ người châu Phi sang Do Thái. Đây là trạm số 6, kiểu như thế. Sẵn sàng biến thôi. Có 3 tên ở bên phải tôi, có 2 tên sau lưng tôi, và 1 ở cửa ra hướng đông bắc. Chờ chút. Cậu ta làm gì thế? Là bò đất, cậu ta kể chuyện đời mình. Đúng là có Chúa. Cậu nói Sahili được à? Cậu không biết hả? Có đủ đồ để làm việc chưa nhóc? Ta sẽ có. Ông và tôi có vài món quà lớn đang băng qua đại tây dương lúc này. Đó là một tàu chở hàng với những món hàng cho đen bị cấm. Làm sao ta ra chỗ tàu được? Một con tàu cũ. Đó là điều tôi nói đấy, mọi đốc. Du lịch trên biển có phong cách. Đó là cách đi tôi thích, rất bảnh. Cách mà người ta vẫn hay dùng, an toàn. Ta không cần dùng máy bay. Bosco hy vọng ngày nào đó chúng ta sẽ giúp cậu vượt qua nỗi sợ bay. Cái gì? Đó đâu phải là tàu. Hôm nay thì không. Mọi đốc, cậu không nhớ những gì tôi nói à? Tôi nói cậu phải tóm lấy cậu ta. Cậu phải tóm lấy cậu ta. Tại tôi. Chết tiệt, cái đầu của tôi. Cậy dừa, món của cậu, đưa cho tôi, đồ ngốc. Có bánh mì nướng chưa? Có bánh mì nướng đây. Các cậu lại làm tôi ngất nữa hả? Vũ tim, ngất xỉu. Là do Hannibal và Face. Cari là do môi đốt tôi. Sao tôi lại có cảm giác như là bị ngã dập mặt nhỉ? Nói cho nghe xem. Linh là kẻ ngược đời. Mời đất, cậu xong chưa? Hắn là kẻ cần phải giấu danh tính mình nhưng lại thích màu mè. Hắn chỉ là người quản lý, không phải người thi hành. Nó ở đâu?
Rất hay. Vì thế, hắn sẽ tránh điểm có xung đột càng xa càng tốt và không bao giờ làm bẩn tay mình nếu như không cần thiết. Nhưng ta sẽ thay đổi điều đó. Cậu không thể thúc ép một kẻ khôn ngoan, đồ ngốc. Không được có tia lửa nào, thậm chí là ánh đèn pin ở gần cái thứ này. Từ từ thôi. Tên này sẽ không bao giờ ở điểm nguy hiểm. Hắn an toàn và ổn định ở một nơi nào đó, giật dây điều khiển. Mẹ ơi! Sếp ơi, sao lại lấy cái thứ này nhiều thế? Vì việc phá hoại quá mức bị đánh giá thấp. Vì thế ta sẽ đưa tên này xuống mặt đất. Lối này đi. Nơi cuối cùng hắn muốn đến. Sau đó các cậu ép hắn phải trình diễn cho cả thế giới xem. Còn câu hỏi gì không? Khỏe không sếp? Chào BA. Chuyện này sẽ nặng nề lắm. Tôi không thể hứa gì với cậu. Để tôi tập nhanh một thứ này cho ông nghe. Thắng lợi đạt được bằng vũ lực thì cũng dễ bị đánh bại, vì nó chỉ là tạm thời. Gần đi. Tốt hơn hết là nên bạo lực nếu có bạo lực trong tim ta, hơn là giả bộ phi bạo lực để che giấu đi sự bất lực. Ai nói điều đó? Cũng là Gandhi. Gandhi không sợ cái chiến đấu cho thứ mà ông ấy tin tưởng. Cậu tin vào gì hả, BA? Có chuyện gì thế? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ đang nghĩ lại thôi. Ta luôn còn sống trở về. Cả bốn người ta nhờ có ông già đó. Tôi biết. Tôi không phải là ông ấy. Face, tôi biết. Bờ đốc, tôi không phải là Hannibal. Trong chuyện này ai là người mất nhiều nhất? Face, tôi. Và tôi tin cậu. Tôi biết. Nhưng cậu điên lắm. Không điên tới mức đó. Chim ưng của ta có thể đã hạ cánh. Mọi người sẵn sàng chưa? Nghe rõ, đội 1 đang di chuyển. Nhận lệnh, đội 2 lên đường. Mọi người sẵn sàng chưa? Bức màn sắp được kéo lên rồi. Tới giờ trình diễn. Smith ở bên đó theo dõi hắn. Đội mặt đất vào vị trí chưa? Đang chờ lệnh. Vào vị trí. Đội xạ thủ 1 xác nhận. Người chỉ điểm 1, 18. Thống nhất mã liên lạc đi. Morrison là mục tiêu chính, còn các bạn khác là gói hàng. Được. Hắn đang nói chuyện với Sosa. Tôi muốn nghe cuộc gọi đó. Cô đã nói dối tôi, Sosa. Ta thỏa thuận ra mặt. Tôi muốn cuộc gọi đến vào máy tôi. Cảm ơn. Ta đã thỏa thuận nhưng tôi thay đổi thỏa thuận. Cô đang đùa tôi à, Sosa? Đây là một vụ trao đổi phức tạp và ông không có vai trò gì cả. Nghe cho kỹ, hoặc tiếp tục là kẻ đào tẩu. Trong một tương lai có thể đoán trước được. Không. Tôi có Morrison và các bạn khác ở đây. Tôi đang bị lộ thân phận đây, Sosa. Ta sẽ không làm gì để trông cản. Giờ nghe tôi nè, cô đừng hòng bắn đứng chúng tôi. Cô đừng hòng bắn đứng chúng tôi. Tôi muốn làm theo điều kiện của tôi hoặc là không có gì cả. Xuống địa ngục đi, Sosa. Cô ta đang chơi xỏ hắn. Face BA, ta bị nghe lén. Sosa đã chơi ta. Mô đốc, cho trực thăng xuống đây trong 10 giây nữa. Hắn đang di chuyển đến chỗ ông ta. Thấy hắn chứ? Vì Chúa, cứ thoải mái đi. Tôi đang thoải mái đây. Hắn đang di chuyển đến chỗ ông ta. Đừng làm thế mà Hannibal, làm ơn đi. Đó là Morrison, hạ ông ta đi. Chờ đã, ông ta có bản khắc không?
Smith có các bạn khác. Thả ông ta đi, ông ta ở cây đó, tôi thấy Morrison rồi. Thời quá gần đây nhóc. Điều gì thì xảy ra thế? Hắn đang làm cái quái gì vậy? Chúng đâu rồi? Ai đã nói tôi biết đi. Nói đi, cái thứ đó đã nghiền nát chúng rồi hả? Chỉ có ba cái cốc nhựa thì dễ hơn nhiều. Mọi người tập trung, không được hành động hấp tấp. Các cậu đánh bại một kẻ như Lee bằng cách lôi hắn ra với ba thứ. Chúng ta làm gì thế? Làm hắn sao nhãn. Chuyện gì xảy ra thế? Đánh lạc hướng. Đánh lạc hướng thôi, chim ưng vẫn còn trên những container đó. Chúng đang tạo đường thoát đấy, bắn đi, không được bắn, ngừng lại. Đội mặt đất, khai hỏa. Chết tiệt thật. Đội mặt đất, khai hỏa lại. Mày đang bị Smith chơi rồi. Hắn đang cố thu hút mày để đi. Coi nào, thông minh chút đi. Tóm chúng đi, tóm chúng. Có được trên tháp và máy vòm. Đó là Pet và Paracus. Và chia cắt. Đó là một cái bẫy. Rút lui, rút lui. Mau ra khỏi đó đi. Không. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tốt lắm nhóc. La Pet và Paracus, bắn chúng đi. Im đi, bọn ta biết mình đang làm gì mà. Mấy thằng trời bắn súng sơn đến lúc bắn thật rồi. BA, đến vị trí thứ hai. Được rồi, còn ách chủ bài. Đây là điều tao nghĩ về kế hoạch của mày. Chúa ơi, quá nhiều cho một ông bù lớn Smith à. Cái gì thế? Face, có chuyện quái gì thế? Pai bắn con tàu bằng khẩu SWAT. Hắn chọc thủng một lỗ trên thân tàu rồi. Kế hoạch thì sao? Pai vừa phá hỏng kế hoạch rồi, ta phải tự ứng biến. Bosco, ra khỏi đó đi. Tôi sẽ đến chỗ Hannibal. Yểm trợ cho tôi đi với các bạn khác. Dân thưa sếp. Con tàu đang tiêu tùng rồi, ra khỏi đó đi. Bám vào. Được thuyết minh bởi Clip TV. Chiếm được chỗ cao, tôi thì đang hết đạn đấy anh bạn. Khỏe không anh chàng đẹp trai? Chết tiệt, mày có thể sử dụng lại vũ khí đó, bạn thân và đạn dược. Chúng ở đâu khi mày cần đến chúng hả?
gần biến thành chuyện riêng tư. Nhưng nhìn đây này, cười đi và chờ đèn nháy. Paracos. Smith, đừng làm trò nữa. Liz, đến đây nè. Ta đang ở đâu? Tới đi, Liz. Tao ở đâu hả, Liz? Ông đây rồi, Hannibal. Tìm ông khắp nơi rồi. Đừng để cái khăn hoàng lửa ông chứ. Võ Muay Thái của tôi tốt lắm đấy. Nhu đạo của tôi còn tốt hơn. Ông bày tất cả những trò mưu mẹo này từ những container cho đến xe hơi, pháo hoa. Phiền toái thật. Nhưng ông đã cho Pai một trái tên lửa. Đó chính là việc chướng ngại của ông. Hannibal, đừng làm thế. Ông có thể có công thức tốt nhất trên thế giới. Anh nợ tôi nhiều mà. Nhưng ông làm rơi vài viên đạn. Hannibal, đừng. Liz, không. Làm ơn. Cái bánh không thể nướng được. Nhân chứng, súng của ông, rắc rối của ông. Ông đã phục vụ đất nước rất tốt. Xin chào Ben, ông đã ở đâu trong cuộc đời tôi? Nhìn ta đi, Hannibal. Hai người đã trưởng thành. Tôi đang chảy máu, ông cũng đang chảy máu. Đừng có đứt dậy. Chết tiệt. Võ mày thoái của mày cũng tệ y như nhu thuật của mày. Tốt hơn là nên dùng súng đi. Ông đặt một vũ khí nạp đạn vào tay tôi sẽ cho một viên đạn vào đầu ông. Tôi đã nói là sẽ bắn ông mà. Kevlar đã cứu mạng ông. Vấn đề là nó sẽ không có công dụng gì nếu tôi bắn vào đầu ông. Sẽ được nếu làm chạy nó ra. Hannibal, đừng làm việc này. Làm ơn đi, Hannibal. Các cậu đánh bại người như tên đó bằng cách lôi hắn ra với bà thứ. Làm sao nhãn? Chuyện gì xảy ra thế? Đánh lạc hướng và chia cắt. Hannibal, đừng để tôi sống. Cho các cậu bắt hắn phải trình diễn cho cả thế giới xem. Hay quá. Ngạc nhiên thật. Đặc vụ Burris. Cô gọi tôi là gì? Đặc vụ Vance Burris. Đó không phải là tên anh sao? Ít ra đó là cái tên tôi có trong lệnh bắt này. Và trừ khi anh có mảnh giấy nào trông chính xác như... Không giúp được đâu. Từ từ thôi. Anh bị bắt vì tội cố ý mua sát.
vi phạm luật bắt thường dân trái phép và trộm các bản cấp tối mật của chính phủ. Bình tĩnh. Tôi cho là kế hoạch ổn thỏa. Tính đến cả việc bay cho nổ con tàu vốn là điều tôi không tính đến. Đạn đã không xuyên qua. Hannibal, đừng làm thế. Cậu cảm thấy thế nào hả? Không tốt. Tôi cảm thấy tỉnh táo. Đáng lẽ tôi nên bắn vào đầu cậu từ lâu rồi mới phải. Hết rồi. Đem hắn đi khỏi đây đi. Nào, công chúa. Sự khác nhau giữa chấn động và sự dập nát là gì? Không quan trọng đâu, cậu bị xé nát rồi. Mơ đó tuyệt lắm. Cậu nói đúng, cái mũ đó có tác dụng. Tương cà chua cũng được lắm. Cậu đã làm rất tuyệt đấy. Vẫn chóng mặt à? Lần sau có để Hannibal lên kế hoạch nhé. Được rồi. Lương tâm thế nào rồi, anh chàng to xác? Bình thản. Cứ để máy chạy đi. Chúng tôi đã lo được ở cửa ra. Ở đây có dùng cấm bay kéo dài 2 dặm. Ai trong các vị là Sosa? Tôi đây. Tôi gần nói chuyện với Sosa. Ngay bây giờ tù nhân của cô sẽ được trao lại cho liên bang canh giữ. Tôi có lệnh bắt người này. Tôi nói anh nghe nhé. Tôi là bác sĩ. Để tôi giúp anh. Để tôi khám cho anh. Cậu cần cái khâu không? Hãy nói là cậu cần khâu đi. Tôi có thể khâu cho cậu. Các quý ông, cục tình báo trung ương tin vào một nguyên tắc đạo đức sâu sắc cũng như những tiêu chuẩn chuyên nghiệp không thể thay đổi. Do đó chúng tôi muốn gửi tới các anh những lời xin lỗi chân thành nhất. Chúc một ngày tốt lành. Anh định đưa hắn đi đâu? Ai? Tôi không bao giờ có được tên anh. Tên tôi là Liz. Tất nhiên là thế rồi. Hắn vừa nói là Liên à. Bỏ đi. Này, đừng có đụng vào ông ấy. Bình tĩnh nào các anh. Mọi người đứng yên. Lấy những bản khác đi. Mọi người đứng yên nào. Đó là lệnh. Này, cậu đứng yên đi. Có vấn đề gì với ông vậy? Trung úy. Sếp, ngài đến từ lúc nào vậy? Cho tôi chút thời gian. Bỏ tay ra khỏi người tôi. Đúng là một đống lộn xộn, nhưng ta đã có các bản khắc. Tôi sẽ phải buộc tất cả các anh tội trốn các án phạt. Cái gì? Hannibal, tên này đang nói gì thế? BA ta bị kết tội sai, nhưng vượt ngục vẫn là phạm luật. Giám đốc McGrady, ông đã hỗ trợ trong việc giành lại các bản khắc. Họ vẫn là những kẻ đào tẩu cấp 10 và tôi cần xử lý. Điều này thật chẳng ra sao thưa sếp. Có lẽ với họ thôi. Vì với cô trung quý, chúng tôi sẽ tái bổ nhiệm cô trở lại cấp bậc trước đây. Họ sẽ được chuyển giao cho đặc vụ ngành tư pháp ở Long Beach. Và sẽ có một chiếc C5 chuyển họ lên đường trong nửa tiếng nữa. Chuyện này cần được làm cho xong. Thế là không công bằng. Khốn nạn, giống như Harry Houdini vậy. Tôi sẽ nhai cổng tay của mấy người. Lên đi và trong đó bước lên. Đi nào, dừng lại, chờ đã. Khoan. Chuyện này sai trái quá. Em đừng lo chuyện đó. Chuyện này thật sự sai. Và em sẽ làm mọi thứ có thể để sửa chữa. Anh biết em sẽ làm. Em xin lỗi Face. Kế hoạch tốt lắm, Face. Phải. Vừa giao dịch với tên Lee, và giờ thì quay trở lại nhà đá. Ta đã trả lại các bản khắc, có thể ngẩng cao đầu được rồi. Ta đã làm điều đúng. Vậy xem người ta làm gì ta này. Thật là khốn nạn. Họ lại chơi ta nữa rồi, Hannibal. Ta tin vào đất nước này và nó bắn đứng ta. Dù cho những việc ngẫu nhiên có thể xuất hiện, thì vẫn có kế hoạch mà. Tôi không muốn cướp lời của ông đâu, sếp, nhưng...
Tôi thích khi một kế hoạch suôn sẻ. Vẫn bị chính phủ truy nã, họ vẫn tồn tại như là những người lính có may mắn. Nếu bạn có rắc rối, nếu không ai có thể giúp, và nếu bạn có thể tìm được họ, có lẽ bạn có thể thuê họ. Biệt đội hạng A. We'll be right back.
Phil, how's the new bed? Beautiful. Listen, now I know this is good for the body, but how do you protect the face? Eh, you don't mess with it, kid. Gotcha. Oh, yeah. Is that all you got? There we go. Yeah. This guy Murdoch is nuts. I wonder if he's nuts or nuts. Yeah, I think I might have felt something there.